nối chương trình. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với một phần tham gia giao lưu rất là đặc biệt. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và đến để tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm, và chúng ta sẽ một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón đoàn thành phố Bắc Cạn cùng đến với chương trình nghệ thuật tại phố Kinh Đức Bộ Kim Đồng buổi tối ngày hôm nay. Đoàn Bắc Cạn sẽ gửi tới quý vị ca khúc được mang tựa đề Bắc Cạn hướng tới tương lai. Qua phần tham gia biểu diễn, giáo viên tổng phụ trách trường học thành phố Bắc Cạn sẽ gửi tới toàn thể quý vị có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay đâu ạ. Vâng, xin chào, kính mời quý vị cùng thưởng thức.
đến từ thành phố Cao Bằng đã cổ vũ cũng như là đến động viên cho đoàn của chúng tôi.